Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau trận chiến vô cùng ác liệt với Âm Giới Vương, ba thầy trò Đường Tăng rất may được chỉ điểm bởi một cô gái dẫn đường nên đã có thể trở về. Trong khi ba người đi tìm tung tích của Kỳ Kinh thì lúc này Bạch Lang, Tiểu Vũ và Nhất Hổ đã tiến vào cổ thành. Đây được xem là nơi vô cùng an toàn và không tồn tại bất cứ nguy hiểm gì. Tuy nhiên bởi vì bị trói nên Nhất Hổ có chút không cảm tâm, dù sao hắn cũng đã hộ tống hai người đến cổ thành. Nghĩ một hồi, Tiểu Vũ quyết định cởi trói cho hắn, thế nhưng khi không chịu bất cứ ràng buộc nào, Nhất Hổ liền bỏ chạy vào trong sâm lâm. Nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, không hiểu sao Tiểu Vũ có linh cảm hắn nhất định sẽ quay lại. Bởi vậy, nàng và Bạch Lang tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng hai người tiến vào không được bao xa thì bất ngờ bị những tường đá ở đây biến thành thạch binh và bầy trận bao vây bọn họ. Lúc này, một khối đá lớn tự xưng là Đô Đốc Bất Động tiến đến chặn trước mặt hai người. Tiểu Vũ thấy hắn ta không có ác ý, liền giới thiệu mình đi trả kinh về nơi Tây Thiên Cực Lạc. Ngay vậy, Đô Đốc rất nhanh nhớ ra trước đây có đám người Đường Tam Tạng cũng đã làm qua việc này. Mặc dù Tiểu Vũ nói mình và Bạch Lang cũng là đồng bọn của Đường Tam Tạng, nhưng khí tức ám hồn còn sót lại trên người Bạch Lang đã bán đứng lời nói của nàng. Chính vì tưởng bọn họ là ám hồn giả dạng, cho nên đám thạch binh đã lập tức xông lên muốn bắt giữ bọn họ. Bởi vậy, Bạch Lang và Tiểu Vũ chỉ có thể bỏ chạy. Tuy nhiên, với số lượng đông đảo của cả một tòa thành thì chạy không bao xa, Bạch Lang đã bị đám thạch binh bắt được. Trong lúc hắn bị nhốt lại thì cảm nhận được huyết mạch long nhân cao quý của Tiểu Vũ, đám thạch binh chỉ giam lỏng nàng. Nhưng thời gian trôi qua, biết nàng chính là Kỳ Kinh, bọn chúng lại muốn nàng gia nhập vào thạch binh và trở thành một phần sức mạnh của cổ thành. Bởi vì điều này, đám thạch binh đã nhốt nàng và Bạch Lang vào một cái lò luyện. Chỉ cần tu luyện đủ thời gian, họ sẽ có thể trở thành những tảng đá. Rất may ở nơi này, Tiểu Vũ và Bạch Lang gặp được một thạch binh tốt bụng đã giúp họ phá vỡ lò gạch cứng rắn kia với yêu cầu phải cho nó gặp Đường Tam Tạng. Thế nhưng thoát khỏi lò lửa kia, bọn họ lại phải đối mặt với đám thạch binh đông đảo của cổ thành. Bởi vậy, lần nữa một cuộc chiến nổ ra. Lúc này thì ở trong sâm lâm, sau khi được Tiểu Vũ cứu bằng máu thì Nhất Hổ không thể ăn thịt những sinh linh khác. Sau nhiều ngày bị bỏ đói, hắn quyết định quay lại cổ thành tìm Tiểu Vũ. Vừa đúng lúc cuộc chiến nổ ra, hắn đã tới cùng Bạch Lang chiến đấu với thạch binh. Thế nhưng vì bị bỏ đói nhiều ngày nên khi cả đám vừa thoát khỏi sự truy đuổi của thạch binh, trong nhất thời quá mệt mỏi bị bỏ lại phía sau mà hắn đã bị bắt. Vì đã quyết định sẽ cùng nhau đi lấy kinh nên Bạch Lang cũng không bỏ rơi hắn mà tiến đến chiến đấu cùng thạch binh để giải cứu Nhất Hổ. Sau một hồi giao chiến kịch liệt, tên đô đốc kia cũng bị thương, nhưng cơ hội đó Bạch Lang liền cùng Tiểu Vũ và Nhất Hổ chạy vào trong rừng sâu. Hiển nhiên ra khỏi phạm vi cổ thành thì đám thạch binh kia không thể đuổi theo được nữa, thế nhưng nguy cơ thật sự vẫn chưa được giải trừ. Trong lúc bọn họ buông lỏng cảnh giác thì Đô Đốc Bất Động bất ngờ xuất hiện, phóng ra một chưởng xuyên qua người Nhất Hổ. Thạch binh bình thường vốn không thể ra khỏi cổ thành, nhưng tên này miệng nói hành động vì chính nghĩa, thật ra gã đã bị sa ngã thành ám hồn. Vì lẽ đó, giờ khắc này đây gã không thể phân biệt phải trái, một đường thẳng tắp xông lên muốn lấy mạng Bạch Lang và Tiểu Vũ. Trong lúc hai người bỏ chạy thì rất may đã gặp được Đường Tam Tạng đang đi tìm bọn họ, và nhờ có ông ra tay, cả hai đã may mắn được an toàn. Tối đó, mấy sư đồ ngồi nói chuyện bên đống lửa, Đường Tam Tạng cũng phát hiện ra Bạch Lang có tâm ma tác quái. Nhưng khác với thạch binh đô đốc là hắn không để ý ám hồn nuốt chửng, ý chí thiện lương của Bạch Lang đã khống chế được hết thảy. Nghe sư phụ nói mình đã giải trừ được ám hồn, Bạch Lang vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, được hội ngộ cùng Giang Ngộ Tĩnh và Ngao Tuyết cho nên hắn không khỏi phấn khích. Nhìn bộ dáng vô tri của hắn, Đường Tam Tạng cũng không khỏi cảm thán. Không ngờ, tên ngốc này cùng với Tiểu Vũ có thể sống sót được cho đến hiện tại, tất cả như là kỳ tích vậy. Sau khi ổn định lại thương thế, Bạch Lang phát hiện mình đã có đột phá. Hiện tại, hắn có thể tùy ý triệu hoán ra Long Hồn và Lang Hồn, hơn nữa còn có thể khống chế được sức mạnh của cả hai. Cũng trong lúc này, tại Ám Ảnh Thiên Cung, chức vị mới sau một thời gian đã ổn định, Hộ Pháp Thiên Vương và 108 tinh tú cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Bởi vì Thiên Thần Ánh Sáng đặt ra nhiều quy tắc cấm kỵ, chỉ cần bọn họ không đối diện trực tiếp sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chính vì thế bọn chúng đã bắt đầu nhăm nhe đến Kỳ Kinh. Nhận được lệnh, sứ giả Thiên Mạng Tinh của Ám Ảnh Thiên Cung cùng thuộc hạ của mình rất nhanh đã có mặt ở chỗ đám người Đường Tam Tạng. Hai tên này lấy danh nghĩa là người của Thiên Đình muốn đưa Tiểu Vũ đi, thế nhưng nhận ra ý đồ xấu xa của chúng, Đường Tam Tạng quyết không giao người. Bởi vậy, một cuộc chiến đã liền diễn ra, bởi vì Nhất Hổ còn đang bị thương không thể cử động, nên lúc này Giang Ngộ Tĩnh là người lao lên trước. Cùng với đó, Đường Tam Tạng cũng nhảy vọt lên cùng hai tên ám hồn chiến đấu vô cùng quyết liệt. Đến đây thì cũng hết tập 11 Tây Hành Kỳ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.